chân không cao cấp Cool 3, thiết kế buồng hút đúc dập nguyên khối inox 304, không hàn ghép, giúp quá trình hút chân không kín khí, hút kiệt tới 99%. Máy hút nhanh, hút khỏe với động cơ bơm chất lượng cao, hút đa năng các loại thực phẩm và không kén túi. Thân vỏ máy cũng được làm từ chất liệu cao cấp inox 304 siêu bền, chắc chắn tuổi thọ tới 20 năm sử dụng. Xin chào mọi người, trong video ngày hôm nay thì Hưởng sẽ review cho bạn về hiệu quả của máy hút chân không cao cấp Cool 3 DZ502SA dòng 2 buồng của Nissan. Đây là một sản phẩm khá là hot tại điện máy Nissan trong suốt thời gian vừa qua, bởi tích hợp được hai chức năng đó là hút chân không và hàn miệng túi, đóng gói bảo quản được đa dạng các loại thực phẩm, đồ khô, đồ tươi sống, rồi các sản phẩm ăn liền như là giò chả, nem chua với hiệu quả cao. Thế tại sao thiết bị này lại có thể ưu việt như vậy thì chúng ta hãy cùng theo dõi tới cuối clip ngày hôm nay để đánh giá chi tiết nhé. Ưu điểm đầu tiên của dòng máy hút chân không cao cấp Cool 3 đó chính là lợi ích khấu hao mang lại cho cơ sở kinh doanh của bạn bởi độ bền của thiết bị đến từ chất liệu. Các bạn thấy toàn bộ chất liệu của thiết bị này á, thì được làm từ inox cao cấp 304 và dày dặn gấp rưỡi so với sản phẩm dòng thường. Khác với dòng máy hút chân không trước đây mà Nissan từng cung cấp dòng thường á, thì chất liệu được làm từ inox 201 thì với chất liệu inox 304 này thì nó có độ bền vượt trội, khả năng chống oxy hóa và khả năng chống han rỉ tốt nhất. Cùng với đó kết hợp với độ dày thì sản phẩm này có độ bền cao lên tới 20 năm sử dụng. Và khi mà chúng ta nhìn gần một chút ấy, thì cái chất liệu này á, nó cũng có tính thẩm mỹ cao. Ở phía bên hông máy này này, các bạn thấy kể cả máy hút chân không Cool 3 cũng được thiết kế rất là tỉ mỉ tới những cái chi tiết nhỏ nhất, đó chính là hệ thống tản nhiệt. Khác với dòng máy phổ biến ở trên thị trường thì khe tản nhiệt chỉ thiết kế dạng khe hở khoét trên thân vỏ thôi. Thế nhưng dòng máy cao cấp Cool 3 này á, thì họ thiết kế hệ thống tản nhiệt là các gờ nhô ra này và cong xuống phía bên dưới mặt sàn. Như vậy thì bụi bẩn của chúng ta sẽ rơi từ bên dưới, từ bên trên xuống thay vì rơi từ bên ngoài vào để bảo vệ độ bền cho motor, và đồng nghĩa với việc là chúng ta vệ sinh lau chùi cũng rất là dễ dàng. Ở đây thì máy cũng có thiết kế một cái công tắc để có thể ngắt toàn bộ máy trong cái quá trình mà chúng ta vận hành, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Đó là chất liệu về phần thân máy. Thế còn buồng máy thì sao? Buồng máy của máy hút chân không cao cấp Cool 3 cũng là một điểm cộng cực kỳ lớn khiến người dùng yêu thích thiết bị này. Đầu tiên là về nắp máy. Khác với dòng máy thường của Nissan cung cấp thì trong quá trình mà chúng ta sử dụng, nắp có thể đóng lại. Nhưng khi không sử dụng đến, các bạn muốn đóng nắp lại để tiết kiệm không gian thì chúng ta cần phải một cọng dây để buộc lại. Với hệ thống đỡ là lò xo rất là thông minh của thiết bị này thì các bạn có thể đóng nắp lại khi không sử dụng, tiết kiệm không gian cho chúng ta. Ở bên trong buồng máy thì sao? Các bạn thấy là với thiết kế hai buồng của thiết bị này thì cũng nâng cao năng suất cho chúng ta khi mà đóng nắp lại để hoạt động buồng bên này, thì đồng thời chúng ta cũng có thể xếp sản phẩm vào buồng thứ hai để chuẩn bị cho quá trình hút buồng còn lại. Ở đây thì các bạn thấy buồng bên trong á, máy hút chân không cao cấp Cool 3 thì được đúc dập nguyên khối. Toàn bộ các bạn thấy này, không hề có khe hở của mối hàn, do đó mà đảm bảo cho chúng ta trong quá trình hút chân không được kín khí, đảm bảo hút kiệt tới 99%. Và toàn bộ cái phần buồng hút này á, thì cũng được đúc dập nguyên khối từ chất liệu inox cao cấp 304, do đó mà tăng cái độ bền bỉ và chắc chắn cho sản phẩm. Ở đây thì các bạn thấy phía bên trong này, ngoài cái chức năng hút chân không thì như Hưởng có giới thiệu, máy còn hàn miệng túi. Hai cái đường hàn miệng túi này có kích cỡ dài là 49cm và độ dày lên tới 10mm. Đặc biệt khác với dòng máy thường á, dòng máy cũ phổ biến trên thị trường thì máy này có rất là đặc biệt ở cái đường hàn, đó là thiết kế tràn viền. Với cái thiết kế tràn viền này á, thì nó sẽ không bị thực phẩm dắt vào khe hở như máy cũ. Và ngoài ra thì nó còn đảm bảo cho chúng ta có đường hàn đẹp, không bị gấp khúc. Đó là hai đường hàn. Thế còn cái phần bên dưới này, kể cả những cái thanh đỡ và thanh đỡ miệng túi á, cũng được Cool 3 thiết kế rất là tỉ mỉ. Thêm nhiều cái gờ bằng nhựa này. Đó, các bạn thấy không? Dòng thường nó sẽ ít cái gờ này hơn để đảm bảo cố định miệng túi cho chúng ta một cách chắc chắn. Bên cạnh đó thì hai cái đường thanh silicone chịu nhiệt tốt này á, cũng đảm bảo cho chúng ta cố định đường hàn một cách đẹp đẽ, đảm bảo cái tính thẩm mỹ đường hàn cho chúng ta. Đi kèm với buồng hút thì máy hút chân không Cool 3 sẽ tặng kèm cho các bạn dầu cho motor. Thiết bị này thì có hai chai dầu bởi vì trang bị hai motor nhá. Cùng với đó chính là các phụ kiện đi kèm, bao gồm bộ cờ lê này, lục
Tovit, thanh hàn và vải hàn, cùng với đó là các cái tay để cài vào phần nắp máy để chúng ta dễ dàng trong quá trình mà mở nắp đóng nắp. Đó, bốn cái thanh này để chúng ta cài vào hai bên nắp nhé. Đây mình sẽ nắp vào cho các bạn xem. Chúng ta sẽ nắp vào tương tự với ba bên còn lại, bên này và hai bên đằng sau nữa. Và cũng kèm theo đó là các cái khay đỡ thực phẩm này. Đó, đi kèm tặng kèm theo máy hút chân không cao cấp Cool 3 vừa vặn với kích thước của buồng hút. Máy này á thì còn một điểm rất rất đặc biệt nữa. Khác với dòng thường mà trước đây Nissan cung cấp thì ở đây các bạn thấy nhá, nó có một cái hệ thống hút chân không chung này. Thì đối với dòng cũ thì mỗi một buồng sẽ được đảm nhiệm bởi một motor. Thế nhưng với cái máy này á, thì khi hoạt động ở buồng nào thì hai motor sẽ vận hành cùng lúc cho buồng đó. Như vậy thì cái hiệu suất của chúng ta đạt được sẽ tăng cao lên và hút không khí một cách khỏe mạnh nhất. Thế motor ở cái thiết bị này thì sao? Chúng ta hãy cùng xem phía đằng sau máy nhé. Để vận hành một cái máy to như thế này á, thì Cool 3 trang bị hai motor. Thế nhưng công suất của mỗi motor này chỉ 0,9 kW thôi. Thế nhưng đảm bảo hiệu suất cho chúng ta một cách tối ưu nhất. Vì sao lại như vậy? Thì hai cái motor này được chính hãng Cool 3 sản xuất và là motor mới đạt chứng nhận CE của thị trường châu Âu. Do đó thì nó sẽ đảm bảo cho các bạn về cả độ bền lẫn hiệu suất. Đương nhiên là sẽ vượt trội hơn so với dòng motor cũ, motor trước đây rồi, được làm từ những motor kém chất lượng hoặc là từ dây đồng cũ. Và motor này thì cũng vận hành và hút khí lên trên cái buồng này cực kỳ khỏe khoắn. Tại sao thì các bạn nhìn kỹ vào đây nha. Ở đây thì Cool 3 cung cấp cái ống dẫn khí này được làm bên ngoài từ ống nhựa PVC có độ bền cao và tính chống lão hóa tốt. Ở bên trong lòng xuyên suốt ống thì được trang bị thép không gỉ gia cường xuyên suốt ống này để đảm bảo hút khí cực khỏe mạnh cho chúng ta. Đó, thế với hệ thống motor này thì máy cũng được trang bị một hệ điều khiển khá là thông minh để máy vận hành hiệu quả. Hường sẽ quay về vào đằng trước để review cho các bạn về hệ điều khiển nhé. Máy hút chân không Cool 3 thì trang bị hệ điều khiển điện tử khá là hiện đại và có tính chính xác cao. Ở đây thì hệ điều khiển này bao gồm một đồng hồ đo áp suất này, nút dừng khẩn cấp, chế độ cài đặt thời gian bao gồm thời gian hút chân không, thời gian hàn miệng túi và thời gian xả khí, cùng với đó là chế độ cài nhiệt độ thấp, giữa và cao. Review về sản phẩm này thì cũng khá là nhiều rồi đấy. Thế nhưng thiết bị có thật sự hiệu quả hay không thì chúng ta hãy cùng vận hành dòng hai buồng này của Cool 3 để có thể đánh giá xem thiết bị có hiệu quả thực sự như thế không nhá. Về phần kết nối thì máy sử dụng nguồn điện 220. Đó thì ở đây bên mình đã để sẵn cho các bạn một cái đầu phích cắm như này, thì các bạn có thể cắm trực tiếp vào ổ điện gia đình là sử dụng được luôn. Và bây giờ thì mình sẽ hút thực tế các sản phẩm để cho mà các bạn thấy được khả năng của máy. Các bạn nhớ là đặt sản phẩm là cái miệng túi nó phẳng đẹp nhé. Đó. Tránh để bị vún, nếu không là sau khi mình hút xong nó sẽ xấu. Đôi khi là nó không được kín khí này, nó bị hở này, hay là cái mối hàn chúng ta sẽ xấu. Đó, sau khi đã đặt xong thì chúng ta sẽ tiến hành hút luôn này. Đó, thì trong quá trình mà chờ đợi máy hút một mẻ thì các bạn tiện thể khi đó các bạn sẽ có thời gian là các bạn đặt luôn cái mẻ thứ hai vào ngay buồng bên cạnh, rất tiện lợi. Và các bạn hút luôn. Đấy, như các bạn có thể thấy ở đây, nó sản phẩm rất là đều và đẹp này, rất đơn là chắc chắn và mối hàn rất là, đây mối hàn đẹp này và chắc nữa. Đó, và tương tự như thế đấy, mình cũng đã vừa hàn hút xong một mẻ khác. Đó, nó rất phù hợp cho các bạn là khi các bạn là cứ hút mẻ này và mình xếp mẻ kia sử dụng liên tục, tức là cái năng suất làm việc nó sẽ rất là cao và dùng được nhiều trong một lượt,
trong mỗi một lượt mà các bạn hút sẽ có thời gian để mà các bạn chuẩn bị và không phải chờ đợi lâu. Vừa rồi thì chúng ta đã được vận hành thực tế chiếc máy hút chân không cao cấp Coolba này. Denso 502SA 2 buồng của Nielsen thì có 220V và 380V để chúng ta có thể lựa chọn tùy thuộc vào nhu cầu. Nếu như mà các bạn thấy yêu thích sản phẩm này thì có thể để lại ngay số điện thoại của mình phía bên dưới video này hoặc là liên hệ tới số máy hotline của điện máy Nielsen 0777 555 155 hoặc 0788 555 155. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào website dienmayneulsen.com hoặc dienmaythucpham.com để tìm hiểu chi tiết về sản phẩm cũng như các sản phẩm khác. Các bạn đừng quên khi đặt mua sản phẩm này tại điện máy Nielsen thì chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 500.000 đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển 10km tại các chi nhánh cửa hàng điện máy Nielsen trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Với hệ thống 18 cửa hàng trên khắp cả nước, Nielsen tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp máy thực phẩm đạt chuẩn ISO 9001-2015. Các bạn đừng quên để lại một like, một subscribe và nhấn chuông thông báo để là người đầu tiên được theo dõi những video mới nhất tại kênh điện máy Nielsen. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip ngày hôm nay. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.